Hello mọi người, hôm nay thì lại là một ngày thứ hai. Hôm nay thì mình lại muốn quay cho mọi người một ngày bận rộn của mình. Thật ra thì tuần vừa rồi bố mẹ mình vừa đến 10 ngày. Thế là một kiểu mình dành hết thời gian của mình cho bố mẹ luôn ấy. Thế mình cũng không quay chụp gì. Nên là sau 10 ngày mình không làm việc kiểu tích cực. Và mọi thứ nó hơi bị trì trệ, hơi bị delay một tí. Thế là hôm nay thì mình muốn quay cho mọi người xem một ngày bận rộn của mình. Một ngày bận rộn của một cô nhân viên văn phòng. Và một ngày bận rộn của một sinh viên cao học. Và bây giờ thì intro đến đây là kết thúc. Khi mà bố mẹ mình đến thì công ty mình đã gửi cho bố mẹ mình kiểu rất nhiều quà. Xong rồi sếp của mình còn viết thư tay kiểu cả tiếng Hàn, cả tiếng Việt. Tất nhiên là tất cả tiếng Việt thì đều là cho vào Google dịch cho Papago thôi. Nên là mình rất là cảm động khi mà công ty còn kiểu thích kê cho cả bố mẹ mình nữa. Thật ra thì mình biết là không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Chắc là thời gian qua thì mình đã bán mạng cho tư bản nhiều như thế nào thì để được cái sự đối đãi như thế, đúng không các bạn? Nhưng mà nói chung thì bố mẹ mình đã gửi tặng cho công ty hai cái hộp cà phê này. Đây là cà phê gì đây? Cái cà phê hãng cà phê bột Phương Đông. Thì nhà mình hay uống cái này, sao mẹ mình bảo nghe ngon lắm. Nên là mình sẽ mang đến cho sếp. Đấy, thật là trang trọng quá đi. Đây chính là cái túi mà dạo này mình hay đeo hàng ngày. Trời ơi, nó rộng và nó to dã man. Thế là kiểu đựng rất là nhiều đồ. Đấy, mình luôn phải sắp thêm một cái cặp ở đây. Đây chính là tôi. Hôm nay trên đường đến công ty thì buồn cười quá nên là mình bật máy lên quay ấy. Thì ở hôm nay trong công ty mình tự nhiên sếp mình nhắn tin vào là gửi 5 phần quà nhanh nhất vào trong group. Thì ở trên Kakao không biết mọi người có biết không, thì mới đây nó có cái tính năng là kiểu cho random quà hoặc là theo thứ tự ấy. Thì kiểu sẽ được setting là ví dụ như là cho 5 phần quà ngày hôm nay thì 5 người nhanh nhất ấn vào thì sẽ được. Và mọi người biết không, mình là đầu tiên luôn. Ôi vui quá. Kiểu sếp mình hay chơi trò này, kiểu trước cũng đã tặng bọn mình rồi nhưng mà mình vào muộn nên mình không nhận được ấy. Nhưng mà lần này kiểu vừa phát thế là ấn vào luôn. Thôi bây giờ mình với cả bạn nhân viên sẽ phải đi lên đây. Hôm nay bạn ấy cũng là người được nhận cái phần quà này. Cái đầu tiên, tại vì hôm nay thì cái phần ở Hera ấy thì sẽ là đầu tiên là cái dịch ở trên cái phần Photoshop này. Thứ hai là cái đầu việc thứ hai đó chính là mình sẽ phải tìm hiểu thị trường của những cái brand mỹ phẩm ở Việt Nam. Thì chị chọn ra khoảng tầm 10 brand mỹ phẩm Hàn Quốc ở Việt Nam. Sau đó thì chị liệt kê mỗi một brand thì sẽ là khoảng tầm 20 sản phẩm. Đấy, và có cả giá cả nữa của cái brand đó. Cái thứ ba thì chị đã hiểu rồi đúng không ạ? Đấy là chị nghĩ gì về Hera và những cái rồi những cái độ nhận diện về hình ảnh và giá cả của Hera mà theo chị nghĩ. Chị có biết về hãng này không ạ chị? Ôi may quá. May quá. Vâng. Dạ vâng. Mình đã đến trường rồi. Hiện tại thì bây giờ là 2 giờ 30 phút mà 3 giờ mới học. Nhưng mà bây giờ mà đi ăn ý thì mình cũng sợ muộn. Sợ vào muộn ý.
mình sẽ ngồi đọc qua lại cái luận văn của môn này. Môn này thì có tên là IMC. Thì môn này giáo sư sẽ cho mỗi tuần là 3 đến 4 cái luận văn để cho mình sẽ phải đọc trước. Mình đọc xong mình phải đưa ra được là cái cảm nhận của mình về cái luận văn này. Và có những cái gì mình chưa hiểu về luận văn này thì mình cũng sẽ ghi ra và để lại bài tập hàng tuần của bọn mình. Học cũng chán đấy, tại vì cái này nó hơi về lý thuyết một tí. Nhưng mà thật ra nó cũng là những cái kiến thức cơ bản, nền tảng đầu tiên để biết thêm về marketing, về quảng cáo. Thôi, bây giờ 2:47 rồi, mình sẽ đến lớp đây. Và chắc là cái lớp này thì mình sẽ không quay được gì, nên là hẹn mọi người chắc là sau khi tan học. Hello, mình đã vừa học xong. Trời ơi, bây giờ đúng 6 giờ luôn. Kiểu giáo sư này đúng 6 giờ là sẽ tan ấy. Không bao giờ cho nghỉ sớm à. Nên kiểu học cái môn này lúc mà một ngày thứ hai của mình. Nên là học môn này xong ấy, xong kiểu về nhà của mình không thở nữa mọi người. Vì quá mệt ấy. Bây giờ thì chắc là mình sẽ không đi xe buýt về mà mình sẽ bắt taxi về. Tại vì là bây giờ tầm 6 giờ là cái giờ tan tầm, nên là cái xe buýt ở trường mình rất kinh luôn, rất kinh. Chính vì thế nên là thôi, thà biết là đắt đấy, nhưng mà tối về mình phải còn làm rất là nhiều việc nữa, nên là mình không thể để cho mình bị say hoặc là mình bị mệt được ấy. Nên là bây giờ mình sẽ bắt taxi đi về. Sau đó thì nghỉ ngơi. Để 8 giờ thì mình có lớp tập Pilates. Đó. Cô chào mọi người. Tí nữa thì là mình sẽ có một cái lớp học vào lúc 12 giờ. Mà bây giờ thì đã là tầm 10 giờ rồi. Mình sợ là bây giờ mình chuẩn bị xong là sẽ muộn học mất. Này thường là mình sẽ đến công ty, sau đấy thì sẽ đến trường đi học luôn. Thế nên là kiểu mình toàn phải taxi thôi. Tại vì nếu mà đi bằng xe buýt hoặc đi tàu điện ngầm thì mình sẽ không kịp đến trường ấy. Đang rất là đắn đo không biết là mình có nên mua một chiếc xe ô tô không. Tại vì ô tô bên này cũng không quá đắt như ở Việt Nam. Và mình cũng có bằng lái xe rồi nữa. Thế nên là mình vẫn đang suy nghĩ. Nên là những bạn nào đã có ô tô kể cả ở Việt Nam hay ở Hàn Quốc mà mọi người thấy ô tô cần thiết không thì xin hãy comment cho mình biết nhá, để cho mình có thêm tham khảo. Tại vì mình nói với ai cũng cản mình ấy. Ai cũng cản, tại vì mình đang sống ở Seoul nên là mọi người thường bảo là Seoul đường tắt nên là nên đi bằng tàu hoặc đi bằng xe buýt, nói chung là những cái phương tiện công cộng hơn là đi bằng ô tô, tại vì tắc đường rất là kiểu nghiêm trọng ấy. Nhưng mà cả mỗi lần mình phải đi taxi xong kiểu mình xót tiền dã man luôn. Bây giờ thì chắc là mình sẽ phải chuẩn bị nhanh để còn đi học thôi. Và mình đang nghi ngờ rằng là mình sắp muộn học rồi và mình sẽ đi taxi đi học. Và sẽ hẹn gặp mọi người ở trường nhá. Bye bye. Hello, mình đã đến trường rồi. Đấy, chủ taxi chủ ý đi hơi chậm ấy. Đáng lẽ từ ở nhà mình đến trường thì mất khoảng tầm 30 phút thôi. Nhưng mà chú đi khoảng tầm 40 phút là bây giờ. Mình còn được tầm 3-4 phút nữa là mình phải vào giờ học rồi. Nhưng mà may là cái tòa nhà nó cũng kiểu ngay đây ý. Nên là bây giờ mình sẽ chạy lên và đi học đây. Mày đông không? Rồi, mình đã vừa tan lớp xong thì hôm nay cái lớp này mình được tan sớm 1 tiếng. Đáng nghĩa là 3 giờ thì sẽ tan nhưng mà 2 giờ đã được tan rồi. Nhưng mà 3 rưỡi thì mình có lịch họp ở bên store của Who Are You. Nên là bây giờ thành ra trống 1 tiếng rưỡi.
Tại vì nếu mà mình đi taxi từ trường mình ra đấy thì sẽ khoảng tầm 30 phút. Nên là chắc là mình sẽ đi ăn. Mình hay ăn ở trên cái tòa 310 này, thì ở cái tầng B4 ấy, thì nó có nhà ăn học sinh cũng như là nhà hàng các thứ. Thế mình sẽ đi vào đây để ăn. Tầng B4 ở cái tòa 310. Thì đây ở trong này có một cái tiệm làm tóc luôn này, xong có cả bưu điện này, xong có cả cửa tiện lợi nữa. Ở đây thì có một quán đồ Việt Nam. Mình không thích ăn đồ Việt Nam cho lắm. Thế nên là bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái quán burger của trường rất rẻ và rất ngon, mình hay ăn cho mọi người. Mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Mình gọi nhầm rồi, mình định gọi bánh burger tôm nhưng mà mình ấn nhầm thành cái hash brown này rồi. Burger của mình đã ra rồi, đây là burger tôm. Đây là khoai tây. Đây là cái gì thật sự là mình vẫn chưa ăn ra nó là cái gì. Một suất này bình thường nếu mà cái này mình gánh nhầm nhá. Nếu mà bỏ cái này đi, nó chỉ có burger này, khoai tây chiên và nước này, tổng cộng là 2.500 won mày ạ. Nó rẻ gấp đôi so với những cái burger bình thường khác, kiểu như Lotteria ấy. Đấy, ăn không khác gì Lotteria luôn, ngon cực kỳ. Cái hash brown này là khoai tây nghiền cho nó chiên lên. Trời ơi, tôi cũng không biết ăn kiểu này. Burger tôm đầy đặn nha. Nó không khác gì từ Lotteria luôn mà rẻ gấp đôi. Rồi khi nào đến trường Trung An có thể ăn thử nha. Bây giờ thì mình đã đến cái văn phòng mới của bên Shopee. Thì bây giờ mình sẽ phải đến đây để họp. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây luôn. Nói chung thì một tháng gần đây mình khá là bận, tại vì là công việc của mình cũng có nhiều thay đổi hơn. Mình cũng sang bên marketing team làm nữa. Nè, tôi chắc hết rồi. Chỉ có khói mùi chắc quỷ rồi. Vá đại. Tôi mà này á. Mình đã học xong rồi và bây giờ thì mình đang trên đường để đi ra, đi về. Ngày xưa khi mà cái kho nó ở Karosuki đấy thì mình phải đi mất một tiếng cơ, một tiếng hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó lại ở gần Muleyok ấy. Thế là cách nhà mình ở Shinorin đúng một ga thôi. Nên mình vui quá. Rất vui tại vì sửa sắp được về nhà ấy. Đấy, nhưng mà hôm nay ngày của mình vẫn chưa kết thúc. Tại vì 9 giờ thì mình sẽ có lớp học Pilates. Sau đấy thì mình có một bài báo cáo ngày mai phải nộp cho công ty và một bài phát biểu ở lớp. Đấy. Sau hôm nay mình lại làm xuyên đêm rồi. Thế bây giờ thì mình sẽ nhanh nhanh đi về nhà nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị buổi tối chiến đấu.